Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn có thật nhiều năng lượng tích cực và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Reuters mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh, tất cả đều màu trắng, trông rất trí thức và hào phóng. Cảnh quay được người xem và người đi đường vô cùng thích thú. Chắc hẳn mọi người đang mong chờ bộ phim mới Kẻ Sát Nhân Là Ai của Triệu Lệ Dĩnh phải không nào? Tin tức mới nhất của Reuters, Triệu Lệ Dĩnh đang đi trên đường và được người qua đường theo dõi. Có thể thấy trang phục của cô cũng rất đáng chú ý, cư dân mạng được fan trầm trồ. Triệu Lệ Dĩnh trong ảnh đang ngồi trên một chiếc ghế dài và uống một ly nước, tóc đen dài với áo sơ mi trắng trông rất trí thức và phóng khoáng. Một chiếc áo sơ mi trắng trơn kết hợp với chân váy dài màu be rất trang nhã và thanh lịch, đặc biệt thu hút ánh nhìn. Bộ đồ toàn màu trắng này trông có vẻ trí thức và phóng khoáng hơn, tạo cho người nhìn cảm giác sạch sẽ và thoải mái. Áo trắng kết hợp với chân váy kaki sáng vào một đôi giày thể thao, cách phối đồ rất ăn ý từ đầu đến chân. Và bộ váy màu sáng kết hợp với mái tóc đen dài thẳng tắp khiến cả người càng thêm quyến rũ, mang đến cho người mặc cảm giác ấm áp và người xem cảm giác thoải mái. Hãy đến để trở thành bạch tiên sinh của Triệu Lệ Dĩnh các bạn nhé!